Tony Robbins, người đàn ông nắm rõ rất nhiều bí quyết về phát triển kinh doanh. Ông đã kiếm được hàng triệu đô la đầu tiên khi mới 24 tuổi và cuối cùng xây dựng một thương hiệu cá nhân, tự đưa bản thân lên đứng ngang hàng với những người như Bill Clinton, Mark Benioff và Oprah Winfrey. Làm giàu từ kinh doanh xin chào các bạn. Hôm nay, Làm giàu từ kinh doanh xin chia sẻ đến các bạn ba bí quyết trở thành người giàu bạc tỷ của Tony Robbins. Anthony Robbins là một trong những chuyên gia nổi tiếng nhất và thành công nhất trong lĩnh vực phát triển con người tại Bắc Mỹ. Ông là một diễn giả truyền cảm và cực kỳ lôi cuốn. Những buổi nói chuyện chuyên đề và hội thảo của ông luôn bán sạch vé. Ngay cả khi giá vé lên đến hàng trăm đô la, hàng chục người từ khắp nơi trên thế giới vẫn vui vẻ móc hồ bao để tham dự những sự kiện của ông. Ông hiện là nhà sáng lập, nhà đầu tư của hơn 30 doanh nghiệp, bao gồm một khu nghỉ mát cao cấp tại đảo Fiji và câu lạc bộ bóng đá Los Angeles của Major League Soccer với tổng doanh thu hàng năm là 5 tỷ USD. Bây giờ, giá trị thực của chiến lược kinh doanh của ông được giới chuyên gia ước tính ít nhất là 440 triệu đô la. Dưới đây là những điều ông chia sẻ về ba yếu tố then chốt xây dựng nên thành công của ông hiện nay. Yếu tố đầu tiên đó chính là quản lý cảm xúc. Bước đầu tiên để thành công là quản lý cảm xúc của bạn, Robbins nói. Ông biết cách làm cho khách hàng đạt được cái mà ông gọi là một trạng thái tốt. Nói cách khác, đó là một trạng thái bình yên kéo dài. Điều đó có nghĩa là bạn không nên mong đợi bất cứ điều gì từ bất kỳ ai. Vì vậy, thay vì thất vọng khi mọi thứ không thành công, hãy nghĩ bạn vẫn sẽ là người lãnh đạo dẫn dắt của đội mình giành chiến thắng trong cơn nghịch cảnh. Theo Robbins, ông cho rằng những cảm xúc rất dễ lây truyền. Nếu người đứng đầu hoảng sợ thì nhân viên của họ cũng sẽ hoảng loạn. Trong khi các nhà lãnh đạo biết cách quản lý cảm xúc sẽ giúp doanh nghiệp của họ vượt qua khó khăn. Yếu tố thứ hai đó chính là ngôn ngữ là chìa khóa vạn năng. Robbins lập luận, từ vựng biến đổi theo cách bạn cảm nhận. Những người luôn sử dụng ngôn ngữ tiêu cực có thể sẽ cảm thấy bị kích thích mọi lúc, mọi nơi. Thay vào đó, bạn nên sử dụng từ ngữ để bản thân cảm thấy quá trình sản xuất hay công việc của bạn đang diễn ra theo hướng tích cực, thông qua cách diễn đạt đẩy bạn tiến lên phía trước. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn cần phải nhận thức được những cảm xúc mà từ ngữ bạn sử dụng đang gợi ra. Hãy tập trung vào các điểm tích cực, thậm chí vào từng từ riêng lẻ và cố gắng loại bỏ các điều tiêu cực. Yếu tố thứ ba, yếu tố cuối cùng, làm việc với người có tố chất lãnh đạo. Một trong những bài học lớn nhất mà Robbins đã học được là cách để ủy thác các nhiệm vụ khi ông không trực tiếp quản lý nhóm của mình. Robbins khuyên bạn nên kiểm tra bản thân và những nhân viên xung quanh mình để chọn ra những người có năng lực lãnh đạo và khai thác năng lực đó. Ông cho biết sự thay đổi này cho phép ông chỉ đạo nhóm của mình một cách chiến lược hơn và bắt đầu phát triển kinh doanh một cách đáng kể. Một câu nói nổi tiếng của tỷ phú Tony Robbins đó chính là thành công chỉ cần 20% kỹ năng mà thôi. Vậy, 80% còn lại, bạn hãy trau dồi ba bí quyết của Tony Robbins mà làm giàu từ kinh doanh đã chia sẻ đến bạn. Nếu có thêm ý kiến đóng góp, hãy chia sẻ với Làm giàu từ kinh doanh bằng cách bình luận ở bên dưới. Để đồng hành với sự phát triển của các doanh nghiệp trong năm 2021, Làm giàu từ kinh doanh hân hạnh giới thiệu đến bạn đọc bộ sách Làm giàu từ kinh doanh, bộ sách tổng hợp những cuốn sách hay nhất về bán hàng, kinh doanh và marketing. Làm giàu từ kinh doanh hy vọng bộ sách này sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản để kinh doanh, marketing hiệu quả, chuẩn bị hành trang bứt phá trong năm mới. Để tìm hiểu thêm về bộ sách, mọi người có thể tham khảo tại cửa hàng Happy Life trên Tiki, Shopee, Lazada hoặc trên website happy.life. Nếu thấy video này hữu ích với bạn, hãy ấn like, share, đừng quên đăng ký kênh Làm giàu từ kinh doanh, ấn vào nút chuông thông báo cũng như theo dõi fanpage Làm giàu từ kinh doanh với chế độ yêu thích để là người sớm nhất cập nhật những thông tin mới nhất về lĩnh vực kinh doanh, bán hàng, marketing. Làm giàu từ kinh doanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.